Phi Nhung bị bắt lỗi không đeo khẩu trang khi đi từ thiện dù đã giải thích rất rõ ràng. Trước phần bắt lỗi của một số cư dân mạng về việc Phi Nhung không đeo khẩu trang khi đi từ thiện, sự thật đã được hé lộ. Mới đây, trên trang cá nhân Phi Nhung đăng tải bài viết kêu gọi những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Hồ Chí Minh tham gia chương trình vượt lên số phận để có thể nhận sự giúp đỡ từ các mạnh thường quân. Phi Nhung đăng tải bài viết kèm một bức ảnh ngồi trên thuyền đi làm từ thiện, bà con ơi, Hôm qua đế giúp chương trình nhận được rất nhiều yêu cầu khó khăn từ bà con. Chương trình hiện tại đang quá tải, bà con mới đăng ký có thể sẽ đợi, nhưng chúng ta sẽ không bỏ lại ai phía sau, chúc bà con mạnh khỏe, bình an. Phi Nhung chia sẻ thêm cách thức để mọi người có thể nhận được sự giúp đỡ nhanh chóng, vào nhóm, đăng thông tin cần giúp, chúng tôi sẽ trách thông tin và hỗ trợ bà con. Nhà trọ bạn đang khó khăn là những người công nhân nghèo hay là sớm lao động đang gặp khó khăn trong mùa dịch hãy nhanh tay vào nhóm vượt lên số phận chụp hình nhà trọ nơi đang sống và đăng lên tôi cần hỗ trợ lương thực ghi thêm địa chỉ. Chúng tôi sẽ đến liền và hỗ trợ bạn. Hãy yên tâm, chương trình vượt lên số phận sẽ đồng hành cùng người lao động nghèo khó khăn. Phi Nhung bị bắt lỗi không đeo khẩu trang khi đi từ thiện dù đã giải thích rất rõ ràng. Trước phần bắt lỗi của một số cư dân mạng về việc Phi Nhung không đeo khẩu trang khi đi từ thiện, sự thật đã được hé lộ. Mới đây, trên trang cá nhân Phi Nhung đăng tải bài viết kêu gọi những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Hồ Chí Minh tham gia chương trình vượt lên số phận để có thể nhận sự giúp đỡ từ các mạnh thường quân. Phi Nhung đăng tải bài viết kèm một bức ảnh ngồi trên thuyền đi làm từ thiện, bà con ơi, hôm qua đế giúp chương trình nhận được rất nhiều yêu cầu khó khăn từ bà con. Chương trình hiện tại đang quá tải, bà con mới đăng ký có thể sẽ đợi, nhưng chúng ta sẽ không bỏ lại ai phía sau, chúc bà con mạnh khỏe, bình an. Phi Nhung chia sẻ thêm cách thức để mọi người có thể nhận được sự giúp đỡ nhanh chóng, vào nhóm, đăng thông tin cần giúp, chúng tôi sẽ trách thông tin và hỗ trợ bà con. Nhà trọ bạn đang khó khăn là những người công nhân nghèo hay là sớm lao động đang gặp khó khăn trong mùa dịch hãy nhanh tay vào nhóm vượt lên số phận chụp hình nhà trọ nơi đang sống và đăng lên tôi cần hỗ trợ lương thực ghi thêm địa chỉ. Chúng tôi sẽ đến liền và hỗ trợ bạn. Hãy yên tâm, chương trình vượt lên số phận sẽ đồng hành cùng người lao động nghèo khó khăn. Phi Nhung bị bắt lỗi không đeo khẩu trang khi đi từ thiện dù đã giải thích rất rõ ràng. Trước phần bắt lỗi của một số cư dân mạng về việc Phi Nhung không đeo khẩu trang khi đi từ thiện, sự thật đã được hé lộ. Mới đây, trên trang cá nhân Phi Nhung đăng tải bài viết kêu gọi những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Hồ Chí Minh tham gia chương trình vượt lên số phận để có thể nhận sự giúp đỡ từ các mảnh thường quân. Phi Nhung đăng tải bài viết kèm một bức ảnh ngồi trên thuyền đi làm từ thiện. Bà con ơi, hôm qua đế giúp chương trình nhận được rất nhiều yêu cầu khó khăn từ bà con. Chương trình hiện tại đang quá tải, bà con mới đăng ký có thể sẽ đợi, nhưng chúng ta sẽ không bỏ lại ai phía sau. Chúc bà con mạnh khỏe, bình an. Phi Nhung chia sẻ thêm cách thức để mọi người có thể nhận được sự giúp đỡ nhanh chóng vào nhóm đăng thông tin cần giúp. Chúng tôi sẽ trách thông tin và hỗ trợ bà con. Nhà trọ bạn đang khó khăn là những người công nhân nghèo hay là sớm lao động đang gặp khó khăn trong mùa dịch hãy nhanh tay vào nhóm vượt lên số phận chụp hình nhà trọ nơi đang sống và đăng lên tôi cần hỗ trợ lương thực ghi thêm địa chỉ. Chúng tôi sẽ đến liền và hỗ trợ bạn. Hãy yên tâm, chương trình vượt lên số phận sẽ đồng hành cùng người lao động nghèo khó khăn. Phi Nhung bị bắt lỗi không đeo khẩu trang khi đi từ thiện dù đã giải thích rất rõ ràng. Trước phần bắt lỗi của một số cư dân mạng về việc Phi Nhung không đeo khẩu trang khi đi từ thiện, sự thật đã được hé lộ. Mới đây, trên trang cá nhân Phi Nhung đăng tải bài viết kêu gọi những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Hồ Chí Minh tham gia chương trình vượt lên số phận để có thể nhận sự giúp đỡ từ các mảnh thường quân. Phi Nhung đăng tải bài viết kèm một bức ảnh ngồi trên thuyền đi làm từ thiện, bà con ơi, hôm qua đế giúp chương trình nhận được rất nhiều yêu cầu khó khăn từ bà con. Chương trình hiện tại đang quá tải, Bà con mới đăng ký có thể sẽ đợi, nhưng chúng ta sẽ không bỏ lại ai phía sau, chúc bà con mạnh khỏe, bình an. Phi Nhung chia sẻ thêm cách thức để mọi người có thể nhận được sự giúp đỡ nhanh chóng, vào nhóm, đăng thông tin cần giúp, chúng tôi sẽ trách thông tin và hỗ